pha này đấy đấy đấy, thôi kiểu lật ra kia rồi, thôi một mạng rồi, ôi may quá, ui trời, kiểu nó phăng tận ra ngoài này luôn, thật là dã man đấy, sắt thép rồi bê tông ngổn ngang văng ra ngoài này các bác ạ, kinh quá. Và có rơi sang bên này một ít. Xin mến chào quý vị và các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 3 công cuộc tháo dỡ một cái căn nhà 2 tầng một tu. Ở hai phần trước thì anh em chúng tôi cũng đã giải quyết được nhiều công việc. Và đây là những gì còn sót lại của căn nhà 2 tầng một tu này sau 2 phần làm việc. Hiện tại thì vẫn còn một bức tường phía bên tay phải tiếp giáp với căn biệt thự này còn khá là cao các bạn ạ. Đấy. Và một cái tum trên kia nữa. Tum này cũng khá là cao đấy. Đây, đứng vào đây thì mấy các bạn mới biết là căn nhà này nó sừng sững như thế nào. Và còn một cái chữ A, cái vì ruồi phía bên tay trái đây. Đấy. À, phần mái của tầng 1 phía bên giang phòng ngủ này thì gần như đã được phá sạch rồi. Chỉ còn cái mái của tầng 2 phía bên trên kia thôi. Đấy, toàn bộ xung quanh tường đều là tường 20 hết các bạn ạ. Đấy, phía sâu bên trong này thì hiện tại là còn một cái gian vệ sinh đây. Đây là một cái gian vệ sinh. Gian vệ sinh này thì có cái mái nhỏ nhỏ. Và đây toàn bộ gian cầu thang. Đấy, đây gian cầu thang. Cầu thang này được lắp lót toàn bộ bằng đá các bạn nhé. Đấy. Đây. Đây có một cái hiên của nhà tắm sẽ được phá đi này. Còn đây ở đằng sau thì rất là rộng. Đằng sau này thoải mái để cho đổ vỡ, không lo về sợ về đổ vỡ đâu. Đây là đá này. Đấy, đá lên cầu thang. Đấy, bên này thì có một cái gian vệ sinh nữa, bên tay trái. Phía trái các bạn đây. Một gian vệ sinh. Bệt biến cũng bỏ hết nhé. Đấy, vào đây. Đây là cái đường leo lên cái tum. Đấy. Bên này thì đã được bóp rồi. Trên. Đấy. Đấy, trên là một cái tum. Tum này rất là cao các bạn nhé. Đấy. Đây, đứng từ dưới đây nhìn. Đấy, sắt thép ngổn ngang các bác ạ. Đấy. Thì bây giờ thì chờ máy vào. Vì là ở đây làm xong thì anh em tôi đang di chuyển máy về. Bây giờ thì sẽ đợi máy vào để tiến hành bóp nốt những cái phần còn sót lại của cái căn nhà này. Đấy, đây, rất là nhiều. Đẹp chưa? Đây. Đấy, cầu thang, cầu theo. Tường toàn tường dày các bạn này. Tường 20 phân hết. Tường rất là dày. Đây, máy đã vào tới vị trí làm việc rồi. Đấy, và ngày hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ tiến hành xử lý một là cái tum, hai là cái bức tường phía bên phải tiếp giáp nhà hàng xóm nha các bác. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Và đây là những gì còn sót lại của căn nhà 2 tầng một tum này. Sau 2 phần làm việc thì hiện tại anh em chúng tôi ngày hôm nay cần phải giải quyết một cái bức tường cao phía bên phải áp sát nhà hàng xóm, áp sát với căn biệt thự đấy, và một cái mái vỉ ruồi chữ A và một cái tum cao nữa các bạn ạ. Đấy, công việc ngày hôm nay thì cũng còn rất là nhiều đấy. Không biết là phần này thì có thể phá xong xuôi được cái căn này không. Đấy, và đây là góc nhìn toàn cảnh từ trên cao, các bạn có thể thấy là đây là một cái căn nhà 2 tầng còn rất là đẹp. Đấy, bên trên thì toàn bộ là những cái mái ngói đã được giữ bằng tay hết rồi, chỉ để lại những cái khung nhà bằng bê tông thôi. Đấy, hiện tại thì để phá được cái bức tường 450 phân phía bên trên tầng 2 kia thì bác tài chúng ta đang tiến hành đôn một cái bệ rất là cao. Đấy, chỉ có đôn được cái bệ cao như thế này thì mới có thể với được bức tường đấy các bạn ạ. Đấy. Đấy, cái bức tường này nếu như không đôn cao thì chúng ta sẽ không thể giật được tới nó đâu. Đấy. Đấy, bức tường, một bức tường sao. Đây là phía nhìn từ phía mặt sau của căn nhà này. Đấy, mặt sau. Mặt sau thì là một cái vườn. Vườn này thì rất là rộng thôi.
không sợ phải đổ. Nếu như chả may mà đổ thì cũng chỉ đổ ở trong cái diện tích đất nhà mình thôi, cũng không có gì đáng ngại lắm. Đấy. Ôi, và một tảng đã rơi. Đấy. Và sau một cái quá trình đôn bệ thành công thì bây giờ bác Tài đang tiến hành bắt đầu cào những cái phần bức tường của cái phía tầng 2 kia. Đấy. Chỉ khi nào mà cào được cái bức tường đấy đi ấy thì mới có thể xử lý xong xuôi được cái phần mái tầng 2. Đấy, vì cái bức tường đấy khi mà chúng ta không hạ xuống ấy thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là mình bóp cái mái nó sẽ rung và nó sẽ đổ cái phần 50 phần đi các bạn này. Đây, chúng ta cũng đến gần để xem bác Tài chúng ta xử lý nhé. Đấy. Đây, ôi chưa được, rung rồi. Đây. Đây, xem bác Tài quay nhá. Đấy, kéo quay này, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng. Đấy. Cái tường này không phải là tường xây noi đâu các bạn ạ. Như bình thường các tường khác ấy, nó sẽ xây noi, tức là xây bằng tường 10. Nhưng ở cái bức tường này thì nó lại xây bằng tường 20. Đấy, rất là chắc chắn. Đây, từ góc nhìn phía bên phải của cái bức tường này chính là một cái căn biệt thự rất là đẹp các bạn ạ. Đây các bạn có thể để ý này. Đấy, một căn biệt thự rất là to và đẹp. Hiện tại thì cái bức tường này đã được anh em chúng tôi xử lý mới có mất có một góc thôi các bạn ạ. Đấy, góc này thì đúng là không ăn thua gì so với cái vấn đề là căn nhà cao cả. Đấy, đây. Một cái căn nhà rất là cao. Khi mà cao như vậy thì chúng tôi phải xử lý rất là cẩn thận và nhẹ nhàng. Đấy. Đây, và đây bác Tài chúng ta đang tiến sát hơn, sâu hơn vào để có thể là ăn được cái phần cái mái này. Đây. Đấy, bấu gầu vào các bạn nha để tránh trường hợp rơi qua sân. Đấy, từng mảng một đã được giật xuống xong xuôi và một cách rất là an toàn. Đấy, mình phải giật như thế này này thì nó máy mới an toàn được. Không những an toàn cho máy mà còn an toàn cho tất cả mọi thứ các bạn ạ. Chỉ sợ đổ vỡ sang nhà hàng xóm thôi. Đấy. Đây, sâu hơn, xa hơn. Đấy, nhất quyết là phải xử lý xong xuôi được cái bức tường phía 40 phân này thì nó mới an toàn được. Đấy. Đấy, máy mới chỉ vừa tới đây thôi. Đấy, còn khúc trong kia thì tiếp giáp với nhà rồi thì có thể là không cần phá, thì lúc mà mình bóp trần, mình giật trần thì cũng được thôi. Đấy, nhưng mà duy nhất là chỉ có cái khúc đầu tiên đầu ngoài ấy, nó rơi ra cái sân thì gây ra tình trạng là vỡ sân. Đấy, bây giờ thì có thể là máy sẽ tiến hành đi bóp trước. Bóp cái phần phía bên trong kia trước rồi để lấy chạc nhiều hơn thì sẽ tiếp tục đôn bệ lên để phá phía phần trong các bạn ạ. Đấy. Đấy. Đây là những gì còn sót lại. Cái bức tường 40 phân ở trên tầng 2 đã được hạ xuống một cách an toàn. Phần này thì có tài chúng ta đang tiến hành cắt đứt cái dầm chạy dọc theo thân tường để có thể hạ được cái dầm và cái tường của cái gian phòng khách xuống trước, sau đó mới hạ đến cái phần của gian phòng ngủ. Phần này thì sẽ được máy dùng kìm bóp vỡ dầm và cắt đứt sắt luôn. Đấy, như mình đã chia sẻ thì đây là thuộc nhà cột, nhà khung có dầm có cột rất là chắc chắn, nên là khi các bạn bóp dầm vậy thì tường không xi nhê gì. Đối với những cái tường mà xây bằng gạch vôi vữa ấy thì khi mà bóp đứt dầm vậy thì tường nó đã bị lung lay và đã bị đổ rồi, nhưng mà nhà này thì bóp thoải mái luôn. Tuy là thoải mái nhưng mà làm vẫn phải để ý các bác nhá, để xem tình hình tình thế như thế nào. Đấy, đây này, máy bóp đứt đôi rồi, đứt đôi tường thì đã bị nứt rồi. Dùng kìm để cắt đứt cái sắt để không cho sắt liên kết với cái phần dầm của bên kia. Chả may mà có dính vài con sắt nhỏ thì không sao, nhưng mà sắt to là phải cắt.
cái mảnh kia còn không xi nhê gì. Đây, tường vôi vữa là toi rồi. Đấy. Đã bị rơi vãi không biết nhiều những viên gạch nhỏ sang bên sân nhà hàng xóm rồi. Thế bây giờ xây áp sát nhau, việc rơi sang nhà nhau thì là bình thường thôi. Bây giờ chúng ta ăn cơm còn đang bị rơi vãi cũng chỉ là làm đúng không? Có điều thì mình sẽ phải che chắn và khắc phục thôi. Đấy, mở rộng cái phần dầm kia ra thì nó hở ra mới bóp được nốt cái phần sắt đó, bóp đứt đôi luôn. Đây mới chỉ là công cuộc nhỏ nhỏ thôi. Hạ được bức tường xuống an toàn thì mới gọi là tốt. Còn lại cái tu bây còn rất là cao các bạn ạ. Với cái phần mái này. Ôi đầy rồi, đầy rồi, đầy rồi, đầy rồi, đầy rồi. Đầy 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 rồi, đầy rồi. Ôi, đẩy chéo sang bên kia rồi. Đây 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 đây. Cái phần tường này đã bị đẩy sang bên kia rồi. Không biết bây giờ nếu góc không còn thật là đổ ra nhà có đấy. Đẩy tường rồi. Đây là túm chắc nhá. Túm thật chắc. Đấy, đã bị đẩy rồi, đã bị đẩy tường rồi. Cái tường kia thì đã bị đẩy và nghiêng rồi. Bây giờ dính một tí vẫn kéo được mà. Không đứt được, nó vẫn rơi ở trên mà ông. Nó vẫn dính ở trên mà lo gì. Vẫn còn 2 giây nữa chưa đứt. Bây giờ mà bóp đứt sắt nữa nó đẩy sang bên kia đấy. Đấy, ơi, cái tường kia đã bị đẩy rồi. Bóp một thật là nó nổ sang bên kia thôi. Đấy, phải cắt đứt cái phần sắt sáu. Những cái lúc như thế này là những lúc nguy hiểm và những lúc kịch tính nhất đấy các bác ạ. Đấy, điều nhiều khi là run tay thì cũng không được, mà mạnh tay quá thì cũng không được. Rồi, đứt rồi. Đấy, bỏ đứt cái sắt sáu kia đi. Bây giờ biết bắt tay chúng ta nắm dầm lôi luôn hay như thế nào. Đấy, đây. Tường này rung rồi. Tường đã rung và tường đã bị nứt rồi. Đấy, kéo rồi, kéo rồi, kéo tường thôi. Đấy, tường nứt rồi, đấy, nó đã bị nghiêng về hàng xóm rồi. Đấy, rồi loạng xoạng sang kia rồi. Sởn hết gai không các bác ạ. Đấy, rung giật như thế này kinh quá. Đây, đục một lỗ rồi. Ê, 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 kìa, kìa, kìa. Không được ông ơi, đẩy hết sang nhà xóm rồi. Bóp đứt thì mà nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá các bác ơi. Đây, sau khi đã cắt được đứt đôi cái dầm và bóp được một đoạn tường rồi thì xem bác tài chúng ta tiếp tục xử lý như thế nào. Đây, tiến máy lên hay lùi máy xuống? Tiến lên rồi. Giây phút cực kỳ trịnh trọng, giây phút cực kỳ quan trọng nhất. Nắm, túm, kéo và giật. Nắm, túm, kéo và giật, 4 bước cơ bản. Nào, cùng xem một cái pha tóm mái giật xem như thế nào, đổ đi đâu nhá. Liệu đổ vào trong hay đổ ra ngoài?
đổ sang bên này hay đổ sang nhà hàng xóm nhá. Chắc chắn là sẽ đổ bên này rồi. Đấy, thử tìm xem có cao không. Đang lựa thế. Được, tóm. Tường chưa đổ đâu, nó mới đổ cái dầm thôi. Cả cái tường đổ làm sao được. Đấy, nó tài tiến hành tóm vào cái mái này các bác nhé. Đây, tóm vào cái mái này, bấm sắt vào cái mái. Cái mái này rất là nhiều sắt. Rồi, lôi này, lôi nào. Nào, lôi nào. Rồi, tóm sắt rồi, lôi. Vít. Vít ra, chưa được rồi. Vít ra rồi. Lay theo cơn gió rồi. Quả này là bóp sâu vào cái dầm ngang, xong bắt đầu vít, vít chặt là nó sẽ gãy cả cái cột và đổ luôn cái mái kia. Nào bóp chặt vít nha. Ấy, rơi kìa, ấy rơi loáng xoáng luôn. Rồi gãy rồi, gãy rồi, kia kia. Ui ui ui, loáng xoáng rồi. Chưa gãy được cột. Nào, máy hết cỡ cần rồi. Máy hết cỡ cần rồi. Không sao nhưng mà hết cỡ cần rồi. Hết cỡ cần, quặp kim lại, vít kim xuống. Buông ra thoải mái đi. Không thì hãy buông ra vả. Ôi, một pha lại đây, 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 thôi, kiểu lật ra kia rồi, thôi, một pha rồi, ôi, may quá. Ui trời. Nó phẳng tận ra ngoài này luôn. Thật là dã man đấy. Sắt thép rồi bê tông ngổn ngang văng ra ngoài này các bác ạ. Kinh quá. Và có rơi sang bên này một ít. Một ít không ăn thua gì hết. May quá. May cái đoạn một mảng gạch to, một mảng tường to đấy rơi và đã vỡ và lăn sang bên này đâu. May kinh khủng quá. Một quả này quá hay. Quá tuyệt vời. May tường gạch không bay sang kia. Đấy, cái phần dầm nguy hiểm đã qua đi. Sau khi xử lý xong cái phần dầm đó và một pha gọi là may mắn, một pha tí thì sập cả bức tường sang nhà hàng xóm. Đấy, chỉ cần gọi là tí tí nữa thôi là cả một bức tường to của tầng 2 ụp sang hàng xóm. Ụp sang thì tất nhiên là cây cầu bị gãy này. Rồi sân bị hỏng này. Đấy, may quá anh em ạ. Quá may. Đây lúc này thì tiện thể em máy đang đứng đây để hạ luôn bức tường này cho nó an toàn. Đấy. Đấy, cả bức to này các bác bảo đổ sang bên kia thì còn cái gì nữa là sân sướng. Lăn từ tầng 2 cao khoảng 4-5 mét như này. Quá khủng khiếp. Quá kinh. Pha phải gọi là may mắn nhiều hơn là kinh nghiệm. Đấy. Máy đã vào sâu bên trong. Tiếp tục giật, tường này toàn bộ là tường đôi, tường 20.
trái bên kia rồi. Bên này sân rộng lắm các bạn, ui, tả không tha. Toàn bộ cái phần dầm và bức tường của tầng 2 đã được xử lý một cách nhanh gọn, rất là may mắn các bác ạ. Tiện thể cái thế máy đứng này, bác Tài đang tiến hành xử lý nốt cái dầm, cái mái và cái tường của tầng 1 luôn để cho nó gọn, và cái thứ hai nữa là để còn lấy tràng thêm đôn cao để có thể phá được cái tum vào buổi hôm sau. Đấy, cũng giống như cái tầng 2 thôi, cái dầm và cái mái của tầng 1 chung số phận như vậy, cũng được bóp đứt đôi và cắt sắt rồi sẽ lôi ra. Kéo luôn cả cái hàng rào sắt bên cạnh đấy. Đấy, dầm cột. Của tầng 1, tầng 2 đã được hạ xuống. Gãy vụn luôn rồi. Tiếp tục máy sẽ xử lý cái phần dầm ngang và bức tường của cái tầng 2 của gian phòng ngủ sau khi đã hạ xong xuôi được những cái phần bên ngoài rồi các bác ạ. Có vẻ như bên trong kia thì dễ hơn một chút xíu vì là nó cứng, nó áp sát với cái gian cầu thang và phòng ngủ cuối cùng nên là nó không bị yếu như phần bên ngoài này. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng tiếp giáp với cái gian nhà đấy. Đây, lưng tràng rơi sang bên này khá là nhiều đấy các bạn này. Đây, để ý khe này nhá. Khe này này, khi bóp này. Khi bóp thì vậy. Ui giời, đây đây lại rơi rồi, lại rơi rồi. Đây đây, ui ui, quá nhiều luôn. Ui, không thể tránh khỏi các bạn ạ. Đây, đây, rơi vào cái khe. Đây. Vẫn rơi vào khe. Đây, vào cái khe này. Cảm thấy có khe khá là nhiều. Đây, nó mũi chìm ra. Đẩy như mưa sang bên này. Đấy. À, đây là một đống sắt của cái dầm hồi đây nghe rồi ha. Đấy. Lúc này thì bác Tài vẫn đang cố gắng bóp đứt cái phần dầm đó để có thể giật nốt cái mảng kia xuống. Rồi, đây là đứt chưa?
rồi đấy, vẫn cậy thêm một ít của cái mảng kia. À, chắc nắm kéo chưa nào, mà xem siêu phẩm nhá. À, chưa đứt hết sắt các bạn, chưa đứt hết sắt. Phải bấm đứt sắt mà không liên kết với nhau. Ủa, đương nhiên nó ngả bây giờ rồi, đương nhiên ngả bây giờ rồi. Bây giờ chắc là khả năng cao là chỉ mấy viên sắt 6 thôi. Cái là đứt rồi, đứt rồi, đứt rồi, đứt rồi, các khả năng cao là đứt rồi, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc là rơi khá là nhiều gạch sang bên kia. Rồi pha này để xem bác tài nắm và kéo này. Lùi lại, các khả năng cao là lùi lại, cái trường hợp nó quật ngược vào phía máy. Lùi lại để giật như này. Và đây, pha này là pha nắm và giật để hoàn thiện công việc của ngày hôm nay. Nắm, kéo và giật, 4 thao tác để xử lý. Khi mà ăn hoàn thiện đến đây thì được khoảng 70% của căn nhà rồi các bác. Nào, pha nắm dầm nha, nắm chắc vào cái dầm này. Rồi, kéo. Nào, 1, 2, 3, xong tường có đổ sang nhà xóm không? Ôi, kia, cố lên. Đấy, loảng xoảng kính rơi sang bên kia rồi. À đây cái cột cái kia. Ui giời ơi. Ui nó bật kìa. Ui giời ơi. Rồi đẹp rồi. Quá đẹp, quá mỹ mãn luôn các bạn ạ. Đấy. Quá hoành tráng, quá đẹp luôn. Rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi cái khung cửa kính kia thôi. Quá đẹp rồi. Mấy ông cơ khí làm đều thế, máy vừa chạm nhẹ và đã hỏng rồi. Đấy. Và như vậy thì trong cái phần tiếp theo này thì anh em chúng tôi đã xử lý xong xuôi được cái bức tường cao tiếp giáp với căn biệt thự này các bạn này. Đấy, tuy là hạ xuống xong xuôi một cách an toàn rồi nhưng mà vẫn có một ít bị đổ rơi vãi phía bên căn biệt thự này.
thì đợi khi nào làm xong thì anh em tôi sẽ tiến hành xử lý dọn dẹp này, khắc phục đấy. Cái bức tường cao này thì nó mất quá nhiều thời gian vì là phải mất công là gom trạc lên để đập cái tường 450 phân đi này, sau đó thì lại phải xúc trạc chuyển lại sang cái chỗ thế máy đang đứng để máy có thể bóp phần dầm, phần mái và kéo cái phần tường của tầng 2, cái phần tiếp giáp với căn nhà biệt thự này các bạn ơi. Đấy, yên cái khâu chuyển trạc đi, chuyển trạc lại, và cái khâu xoay thế máy, xoay kìm đối, xoay kìm đuôi, đổi kìm, đổi gâu, đổi búa đã mất quá nhiều thời gian. Nhưng mà dù là mất nhiều thời gian vậy, còn hơn là thuê phá thay. Và dù là mất nhiều thời gian như vậy thì vẫn còn hơn là xảy ra những sự cố đáng tiếc. Chỉ cần an toàn thôi thì có lâu đi một tí nữa, rồi có thể là lắp cầu sang, lắp cầu tới, lắp cầu lui thì cũng không ảnh hưởng các bạn ạ. Đấy, và như vậy thì phần tiếp theo anh em tôi cũng đã hoàn thiện một cách ngoạn mục xong xuôi cái bức tường tầng 2 tiếp giáp với căn biệt thự này, quá là vất vả và nguy hiểm. Và mình sẽ tiếp tục cập nhật video ở phần sau cho các bạn nhé. Video nó dài, mình chia thành nhiều phần, và cái khó khăn nhất đó chính là cái phần tum của cái tầng 3 kia. Cái tum đấy gọi là cho vui thôi, chứ nó cũng là một cái tầng 3 thu nhỏ các bạn, rất là cao. Và hiện tại thì máy không đủ lượng sạc để vào cái tum đấy. Vậy thì để xem bác tài của chúng ta làm thế nào để phá được cái tum đó, và bác tài của chúng ta xử lý như thế nào, và để rằng là cái tum đấy hạ xuống một cách an toàn như thế nào nhá. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi ở phần sau vào lúc 16 giờ hàng ngày. Video của em ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây thôi. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.